Khôi Audio xin kính chào các bác nhé. Vừa rồi em vừa có quay cái đoạn clip có giới thiệu qua về cặp loa này, thì hôm nay có nhiều bác hỏi thì em giới thiệu lại. Chỉ riêng cặp loa này thôi, cặp loa này là cặp loa rất là rẻ, giá thì quá rẻ. Cặp này là mang model là Tainoi 1000X nha các bác nhé. Em giới thiệu sơ qua về thông tính, em sẽ giới thiệu cụ thể cho các bác hơn. Về cặp này rất nặng, có chiều cao của nó tầm khoảng độ 1,5 m các bác nhé. Em đứng thì nó gần cao bằng người em luôn. Đấy, rất nặng, thiết kế thì rất là khủ phẳng. Đấy, các bác nhìn cái loa tép nằm ở giữa, loa tép nó có một con cái hướng lên trên và cái hướng xuống dưới. Về loa thì là bên ngoài là dán simili giả vân da cho các bác nhé, giả da rất là sang trọng. Đấy. Về cấu hình của loa thì cặp này thì rất nhiều loa. Đấy, em đang nhà em nó chật chội quá nên em phải để như thế này. Bên sườn của nó, đây là phía bên sườn này các bác nhé, là có hai con loa bát 30, cái này em không cậy được ra. Hai cái loa bát 30. Quay một chiếc ra để nhìn cho các bác nhìn cho nó dễ. Cái này nặng lắm. Và phía đằng trước thì là có một cái loa bát 14. Đấy, phía trên này lại tiếp tục có hai con loa nữa trên đỉnh lóc, nó chia làm hai ngăn được các bạn. Để em cậy ra căng. Có con loa bát 14 và một con loa chung. Đấy, tức là một loa, hai loa, ba loa, bốn loa. Phía bên phải của nó lại tiếp tục có một con loa bát 25 nữa các bác nhá. Cái này nó nhiều loa lắm. Quay hẳn. Đấy, bên này lại có một cái loa bát 25 nữa. Cái căng của nó đây. Bát 25. Rồi các bác nhìn tổng thể thì là phía dưới là gồm có 3 ngăn, quang ở dưới là gồm có con bát 30 nằm ở bên sườn này. Của con chung 14 này. Chung này là chung trầm, có thông hơi này. Đấy, và ở phía khoang ở trên cùng là phía trước là có một con loa bát 12 và một con tép 10. Đấy, giải cao. Bên khoang phía trên đây nữa là có con loa bát 25. Đấy, tức là có mỗi một thùng loa là gồm có một con bát 30, một con bát 25, hai con loa chung và một con trung cao. Riêng cái này thì là nó là cái loa test này các bác nhé, loa test đo. Đấy, em quay lại đây nhìn này, một cái hướng lên trên và một cái hướng xuống dưới. Đấy, thế là gồm có một loa, hai loa, ba loa, bốn loa, năm loa, sáu loa, bảy loa một thùng này các bác nhé, bảy loa một thùng. Cái bên này cũng vậy. Đấy, cái loa test của nó đây, cái thiết kế rất là khủng khoảng. Cái hướng lên trên, một cái hướng lên dưới. Loa thì rất đẹp này các bác nhé. Có cái chiếc bên này thì là cái vận chuyển về thì là cái bên này nó hơi chảy một tí thôi. Mỗi chảy một tí chỗ này thôi. Còn đâu là tổng thể đẹp, không có vấn đề gì cả. Rất là đẹp luôn. Thì em quay cho các bác này về cái tem loa và thông số của loa. Đây là phía sau nữa các bác nhé. Đây là phía sau, phía sau của loa. Đấy, đây là Tainoi 1000X, độ nhạy là 98 decibel này các bác nhá, công suất là 650W. Cặp này thì nói các bác là vừa nghe nhưng vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke. Cặp này hát karaoke rất hay nha các bác nhá. Đấy. Đây, độ nhạy 98, em đang ghép với cái âm ly công suất có 20W thôi nhưng mà đánh tiếng bass rất hay. Con bass 30 nằm ở đây. Bên kia cũng vậy nha, đầy đủ là tem nhãn. Đấy. Cặp này là em báo giá luôn các bác là giá chỉ có 6,5 triệu thôi các bác nhé. 6,5 triệu mà để bây giờ mà tìm là cặp loa. Em nói là nhà em không có vị trí kê. Nhà em không có vị trí kê, em phải kê kiểu này. Bác nào mà có phòng khách rộng
tầm 3-4-50 mét. Kê cặp này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, chơi với âm ly này dễ ghép, phong độ nhạy 98 decibel thì rất là dễ ghép. Đôi này thì đa thể loại nhạc cho các bác nhá, ghép thoải mái luôn. Với cái số tiền bỏ ra chỉ có hơn 6 triệu mà được hình thức cặp loa rất là độc dị và là gấu như thế này, như thế này thì là tìm được chất âm như này thì em nghĩ rằng là khó nữa các bạn, rất giá rất là rẻ. Đôi này to và nặng, cao 1,5 mét, em không ship xa các bạn này, em rất là ngại với đôi này nữa. Đóng gói vận chuyển đi lên lại nó nặng. Bác nào loanh quanh ở Hà Nội này thì là liên hệ cho em thì em sẽ cho xe chở đến nơi. Riêng Hà Nội thì em bao ship cho các bác luôn. Riêng trong nội thành Hà Nội. Em ngại đóng hàng đôi này ở xa là các bác nhé. Để các bác mà ở Hà Nội các bác quan tâm các bác alo cho em. Vừa rồi em vừa giới thiệu xong cái cặp loa tai noi 1000X. Bác nào mà muốn sở hữu thì các bác alo cho em cái số điện thoại Nguyên Khôi Audio 0982922168 hoặc kết bạn cho em theo Zalo theo số điện thoại ở trên để em thông tin cụ thể cho các bác. Bác nào đang xem video mà các bác chưa đăng ký kênh của Nguyên Khôi thì các bác vui lòng ấn cho em một nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để là tiện theo dõi những sản phẩm mới nhất em thường xuyên cập nhật để cho các bác nắm được. Và cuối cùng xin chào các bác, chúc các bác ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn các bác rất nhiều. Nói lại các bác là cặp loa này đang hoạt động hoàn hảo đấy các bác nhé. Tất cả các loa hoạt động hoàn hảo, bình thường. Chào các bác nhé.